Vì sao tuổi già càng tự ái, càng tủi nhục? Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, thông thường thì chúng ta vẫn mặc định với nhau rằng tuổi già tính theo tuổi hưu trí, tức là phụ nữ từ 55 tuổi và đàn ông từ 60 tuổi. Nhưng dù có tính toán thế nào thì tuổi già cũng được xem là một chuyển biến quan trọng vì có sự đổi thay của yếu tố thể chất lẫn tinh thần. Có một số người bước vào tuổi già nhận thức được đó là quy luật tất yếu của cuộc sống thì tâm lý họ khá ổn định, vui vẻ và thoải mái. Nhưng cũng có một số người lại khó chấp nhận hoặc không chấp nhận quy luật vốn có ấy. Những biến đổi về tâm lý, tình cảm sẽ xảy ra. Chưa kể là lúc này họ cũng có nhiều thay đổi về mặt cơ thể khiến họ dễ bất an. Chẳng hạn như mắt kém đi, tai không còn nghe tốt như trước, răng đau, ăn uống kém ngon. Ngoài ra, phải kể đến những thay đổi trong gia đình như việc các con lập gia đình, đi học xa, người thân qua đời. Những việc đó tác động rất lớn đến tinh thần của người già, khiến họ không dễ lấy được cân bằng, sống vui vẻ, thậm chí là tự ái, giận dỗi nữa. Vậy làm sao để có thể khắc phục được điều này? Người già nên làm gì để có cuộc sống vui vẻ hơn? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị ơi, hầu hết khi về già, sức khỏe người cao tuổi bị giảm sút, đi lại chậm chạp, không còn khả năng lao động, quan niệm sống khác với thế hệ sau. Lúc này, dù chỉ một thái độ hay một câu nói thiếu tế nhị có thể làm cho tâm lý người già trở nên thay đổi hay tự ái tủi thân, bỏ bữa ăn, không muốn nói chuyện và tệ hơn có thể là bỏ đi lang thang. Đầu tiên, phải biết được nguyên nhân vì sao người già hay khó tính. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc có phần trẻ con của bà mình. Những hình ảnh được đính kèm bởi dòng trạng thái: đời người có hai lần trẻ con, ấy là lúc thơ ấu quẩn quanh bên chân mẹ và khi trái tính trái nết lúc bóng xế chiều tà. Theo đó, khi con cháu đang tụ họp đông đủ, mọi người vui vẻ thì bất ngờ thấy bà mình ôm hết toàn bộ đồ rồi đi chân đất đòi về nhà mẹ đẻ. Hành động của bà bất ngờ nên con cháu không khỏi ngỡ ngàng, vội ra hỏi thăm. Lúc đó bà có vẻ dỗi nói: tôi về nhà tôi, đây là nhà ông Tê, khổ lắm, lúc tôi ốm ông có thèm hỏi han gì tao đâu. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ và liên tục dỗ dành, khuyên can, thậm chí dỗ ngọt, nhưng bà vẫn quyết liệt: không, tôi không lên, bỏ ra, chắc tôi cần. Cách giận dỗi của cụ bà không khác gì một đứa trẻ vừa đáng yêu lại có chút ngang bướng. Cũng theo lời của người đăng, sự việc như thế này diễn ra nhiều như cơm bữa. Thỉnh thoảng bà sẽ lại khăn gói đòi về nhà mẹ đẻ của mình. Đồng thời hiện tại cụ bà cũng đã có tới 14 chắt. Nhìn hình ảnh này, mọi người bật cười thích thú nhưng cũng không khỏi chạnh lòng, bởi theo như ý kiến của nhiều người, có thể cụ mắc một số bệnh người già nên mới bị lẫn như vậy. Trước đây, tài khoản này cũng đã từng chia sẻ hình ảnh của bà mình khi giận dỗi. Trong bữa cơm, bà không quên lấy nước ngọt ra dùng nhưng bị cháu cản vì lý do sức khỏe. Dù cháu khuyên hết nước hết cái, cụ bà vẫn tỏ ra giận dỗi và tủi thân. Người cháu ân cần nói: bà uống sẽ không tốt cho sức khỏe, bà bây giờ tiểu đường rất cao rồi, lên 15 rồi, rất nguy hiểm cho sức khỏe đấy. Bà ăn cơm bình thường thôi, đề nghị bà không uống nữa. Mặc dù đây là loại không đường, nhưng mà bà cũng không nên uống nữa. Thôi, không uống nữa nhé. Thấy cháu kiên quyết như vậy, người bà bèn dỗi không thèm ăn cơm. Dù cháu có để cơm trước mặt, cũng bị cụ kiên quyết gạt sang một bên. Nhìn cảnh này, nhiều người không khỏi dở khóc dở cười. Quý vị thấy đấy, tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu,
và kéo theo đó hàng loạt bệnh tật khác của người già. Thời điểm này, ông bà chẳng khác gì trẻ con, thậm chí tính khí còn khó chịu hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi con cháu phải thật sự kiên nhẫn. Nhưng quý vị ơi, ông bà vốn đã vất vả, hy sinh cả cuộc đời, nên con cháu cũng cần cảm thông, thấu hiểu cho họ. Mọi người hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn để xử lý những tình huống mà ông bà tỏ ra khó chịu. Theo các chuyên gia tâm lý, sự đổi tính, đổi nết của người già do nhiều nguyên nhân. Thông thường, sau khi nghỉ hưu, phần lớn người già có cảm giác mình không còn giá trị, bị lãng quên, không còn được người khác tôn trọng. Họ cảm thấy như mình bị mất đi tất cả công việc, mối quan hệ, quyền lực. Nếu bản thân người bước vào tuổi già nhận thức được đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, thì tâm lý họ khá ổn định. Nếu không chấp nhận quy luật vốn có ấy, những biến đổi về tâm lý, tình cảm sẽ xảy ra. Trong khi mọi người xung quanh vẫn bận rộn với công việc, thì người già quanh quẩn với bốn bức tường. Những mối quan hệ giao tiếp trước kia hầu như bị cắt đứt. Ngoài việc cơ thể lão hóa, tinh thần của người lớn tuổi cũng sẽ sa sút theo. Vì thế, người già dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý, thường thấy như cô đơn, hoài cổ, lo lắng, bi quan, nóng nảy, đa nghi. Điều này thì chắc quý vị cũng thấy nhiều rồi, đúng không ạ? Một nguyên nhân khác khiến người cao tuổi hay hờn giận, khó chịu là bởi trong quá trình già đi có nhiều thay đổi về mặt cơ thể khiến họ dễ bất an. Chẳng hạn như mắt kém đi, tai không còn nghe tốt như trước, răng đau, ăn uống kém ngon. Song song đó, tâm thần của họ cũng bị chuyển biến theo. Đó còn có thể do những tác động về mặt xã hội. Dễ thấy nhất là việc về hưu thường mang đến những hụt hẫng về tinh thần. Ngoài ra, phải kể đến những thay đổi trong gia đình như việc các con lập gia đình, đi học xa, người thân qua đời. Những việc đó tác động rất lớn đến tinh thần của người già, khiến họ không dễ lấy được cân bằng để sống vui vẻ. Tiếp theo, người già cần làm thế nào để khắc phục được việc người già hay giận dỗi, tự ái như thế này? Quý vị ạ, đúng là ông bà đã già, cho nên việc thay đổi tính cách cũng là điều hết sức bình thường và dễ hiểu. Vì vậy, nếu có thể, con cháu hãy cố gắng nhẹ nhàng, dỗ dành và chiều chuộng để ông bà vui lòng. Lời khuyên cho những người lớn tuổi đó là hãy áp dụng những cách sau đây. Một là hãy trẻ hóa bản thân. Quý vị thấy đấy, người già thường hay có suy nghĩ mình không còn khả năng kiếm tiền nên là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng bù lại, họ là những người có rất nhiều kinh nghiệm và vốn kiến thức sống tích lũy theo năm tháng. Đó là kho báu quý giá mà người trẻ cần phải học tập nếu họ biết cách khai thác. Vậy nên, hãy để cho họ thể hiện bản thân, như vậy mới không cảm thấy mình vô dụng. Luôn thường xuyên hỏi thăm, xin ý kiến, động viên người già làm những gì họ thích để làm họ cảm thấy bận rộn và có ích hơn. Hay là cần chuẩn bị tâm lý. Quý vị ơi, đừng đợi đến già rồi mới chuẩn bị. Trong giai đoạn sung sức, quý vị hãy kết hợp làm việc và giải trí, chuẩn bị sẵn sàng về sức khỏe và tâm lý trước khi bước vào thời kỳ xuống dốc. Đồng thời, quý vị cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học và lưu ý giảm những thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tăng cường ăn nhiều rau tươi, quả chín và các thức ăn giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là tăng cường tập thể dục. Hơn nữa, cần bổ sung lượng sữa phù hợp với cơ thể, phòng chống loãng xương và thiếu chất dinh dưỡng. Người già cần giữ cho mình một tâm hồn phong phú với tâm lý luôn sẵn sàng khi trở thành người cao tuổi. Điều này sẽ tránh cho họ tâm lý hoang mang, lo sợ khi về già, sức khỏe giảm sút. Ba là ủng hộ tham gia thú chơi tao nhã. Quý vị cần nhớ là khi về già là thời gian cần được nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống sau nhiều năm cống hiến cho gia đình và xã hội. Thời gian rảnh rỗi, người già có thể tự tìm cho mình những thú chơi tao nhã, vừa để tâm hồn thêm thư thái, vừa để rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là cách khám phá thêm khả năng của bản thân mà tuổi trẻ sau công việc bận rộn
và thời gian eo hẹp, họ chưa có điều kiện để thực hiện. Những thú vui như làm vườn, chơi cây cảnh, chơi chim, chăm bể cá cảnh, nuôi thú cưng hay đi câu cá, đánh cờ. Có nhiều cách chọn sao cho phù hợp với niềm yêu thích, sức khỏe và điều kiện gia đình, điều kiện kinh tế của người cao tuổi. Tìm đến các thú chơi tao nhã sẽ rút ngắn thời gian rảnh rỗi có thừa của người già, tránh làm họ cảm thấy buồn chán, dễ sinh cáu gắt. Bốn là gắn bó với tập thể. Tuy không còn đi làm, nhưng người già vẫn nên duy trì gắn bó với tập thể để giảm bớt sự cô đơn và tìm những niềm vui khác nhau cho mình. Có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, câu lạc bộ người cao tuổi. Giới trẻ cần có sự quan tâm chăm sóc người già trong thời gian này. Sinh lý đặc trưng chính của người già là thích sum họp gia đình, con cháu, bạn bè, nên thường xuyên về thăm, tổ chức những buổi họp mặt gia đình, một bữa cơm ấm cúng có đủ con cháu quây quần xung quanh, đầy ắp tình yêu thương sẽ làm cho người già vui sống. Vì thế đừng cáu gắt với sự nhiều chuyện, nóng nảy hay suy diễn của người già. Con cháu càng xa lánh, giận dỗi, người già sẽ càng cảm thấy cô đơn và khó tính hơn. Chỉ cần một hành động nhỏ, bất kính, thiếu tôn trọng của con cháu với người lớn tuổi trong gia đình sẽ khiến họ cảm thấy tủi thân và tăng thêm phần khó tính. Và cuối cùng, về phía con cháu. Quý vị ơi, không chỉ là người già cần phải điều chỉnh tâm thái của mình để thích nghi với tuổi già, mà con cháu cũng cần phải thay đổi để người già không cảm thấy mình lạc lõng vô dụng rồi sinh ra giận dỗi tự ái. Để có thể hỗ trợ được người già, con cháu cần chú ý. Thứ nhất là cần hiểu rõ hơn về tâm lý của người cao tuổi. Là người thân trong gia đình, quý vị nên hiểu rõ những thay đổi trong tâm sinh lý của người cao tuổi. Nên chịu khó lắng nghe ông bà và bỏ cách nghĩ kiểu như ông bà già rồi, ông bà nói gì cũng mặc kệ, ta cứ làm theo cách của ta. Điều này có thể gây tổn thương và khiến người cao tuổi cảm thấy không được xem trọng. Quý vị phải nhớ rằng, việc con cháu càng xa lánh, giận dỗi, người già sẽ càng cảm thấy cô đơn và khó tính hơn. Chỉ cần một hành động nhỏ, bất kính, thiếu tôn trọng của con cháu với người lớn tuổi trong gia đình sẽ khiến họ cảm thấy tủi thân và tăng thêm phần khó tính. Thứ hai, chú ý đến việc ăn uống của người già, tuyệt đối không bỏ bê các cụ. Người già thì thường ăn ít hơn vì lúc này cơ thể sinh ra một vài loại bệnh tuổi già. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ bê họ đâu quý vị nhé. Quý vị cần nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi sao cho khoa học, hợp lý. Chú ý đến chế độ ăn uống, bệnh tật, tuyệt đối không bỏ bê các cụ. Gia đình phải hết sức quan tâm đến các vấn đề tâm sinh lý của người lớn tuổi trong nhà. Đừng ham mê công việc mà bỏ qua việc chăm sóc, lắng nghe tâm sự của các cụ. Bên cạnh đó, quý vị cũng nhớ là người già thích sum họp gia đình. Vì vậy, con cháu nên thường xuyên về thăm, tổ chức những buổi họp mặt gia đình. Một bữa cơm ấm cúng có đủ con cháu quây quần xung quanh, đầy ắp tình yêu thương sẽ làm cho người già vui vẻ và hạnh phúc. Thứ ba, tạo môi trường sống thoải mái cho người cao tuổi. Môi trường sống cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của người cao tuổi quý vị ạ. Nếu người già được sống trong một môi trường thoải mái, giàu tình yêu thương và vị tha, thì tâm lý tính cách họ cũng sẽ rộng lượng, dễ chịu hơn. Thực tế cho thấy khi về già, tính cách con người cũng thay đổi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Người già thường hay để ý và trở nên kỹ tính vì cuộc sống bó hẹp trong gia đình, nên suy nghĩ và tủi thân. Ngược lại, lớp trẻ năng động và luôn có xu hướng hướng ngoại. Họ có phong cách sống trẻ trung, nghĩ cũng thoáng hơn. Điều này gây nên những mâu thuẫn trong các gia đình có hai, ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Vì vậy, để người già dễ tính hơn, các thành viên trong gia đình cần ôn hòa, thoải mái, chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn. Vậy nên, quý vị hãy tạo điều kiện để người già có cơ hội tiếp xúc nhiều với xã hội, nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi khác nhau, và khuyên họ dành thời gian tập luyện thể dục thể thao
kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hơn hết, hãy quan tâm tới đời sống tinh thần của người già, cố gắng cùng luận bàn về những thay đổi của xã hội, về những vấn đề mà họ quan tâm, tạo tâm lý thoải mái khi ở cùng con cháu, quý vị nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta dù tốt hay xấu đều do ông trời sắp đặt. Thứ không thuộc về mình thì dù quý vị có cố gắng níu giữ nó cũng sẽ mất đi. Thứ thuộc về quý vị thì sẽ đến với quý vị, thì quý vị không phải tranh giành. Mọi việc xảy ra đều có lý do, đạo trời không sai lệch khỏi nhân quả báo ứng. Bởi vậy, làm người chúng ta cần phải giữ gìn các nguyên tắc trọng yếu. Càng sớm hiểu rõ và thực hành 4 quy luật nhân sinh sau đây thì cuộc sống của quý vị sẽ càng sớm tốt đẹp. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Quy luật thứ nhất, nóng tính không phải là sức mạnh. Quý vị ơi, nếu quý vị quan sát sẽ thấy khi xảy ra chuyện, nhiều người dễ mất bình tĩnh, trở nên cáu gắt. Nhưng thực chất đây chính là biểu hiện của sự kém cỏi. Lập tức có phản ứng trước sự tổn hại là bản năng sinh tồn của sinh mệnh. Nếu một người có thể nhẫn nại, kiểm soát tâm trạng, vững chãi trước những biến cố, đó là người đã trải qua sự tôi luyện ước thúc tâm tính thực thụ. Con người thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống dần có thể nhìn thấu, chúng ta trở nên khiêm tốn và ôn hòa hơn. Lúc này khi đối diện với những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta có thể mỉm cười một cách rộng lượng, bỏ qua những tranh chấp và không để bụng bất cứ điều gì. Khi kết thân với người khác, nếu như quý vị có thể bao dung hơn, bớt câu nệ, cực đoan hơn, kiềm chế tốt, có thái độ tốt, tính tình thoáng đãng, ổn định, thì cuộc sống của quý vị tự nhiên sẽ bớt gặp phải những rắc rối. Khi kiểm soát tốt tính khí, quý vị có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Khi có một tâm hồn tĩnh lặng với một tính khí nhẹ nhàng, quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình vốn đã tự có bình yên. Nóng tính không phải là sức mạnh mà là thể hiện của sự bất mãn và bất lực. Nó tất nhiên không mang lại kết cục tốt đẹp. Quy luật thứ hai, địa vị cần tương đương với đức độ. Có câu nói, đức không xứng ắt gặp tai họa. Quý vị thấy đấy, chẳng phải tài năng xuất chúng phi thường gì, mà chính đức hạnh là phẩm chất cơ bản nhất tạo nên giá trị của một con người. Một người có phú quý, danh vọng và quyền lực, nhưng đạo đức của họ là một mớ hỗn độn, thì dù địa vị cao hay gia cảnh tốt đến đâu, dù khả năng có mạnh mẽ đến đâu, thì tương lai cũng không tươi sáng. Người có quyền thế trong tay mà đạo đức kém, lâu ngày tích ác nghiệp. Khi phúc phận đã hết thì tai họa ắt sẽ giáng xuống. Thế nên quý vị ơi, làm người cần có lương tâm, như vậy vận may mới không ngừng gõ cửa. Một người có tài mà không có đức thì không thể nhận được sự tôn trọng. Về lâu dài, khi gia cơ lỡ vận thì đó là cái giá họ phải trả cho bản tính ngông cuồng và lối sống phóng túng. Một mối quan hệ tốt đẹp đòi hỏi cả hai bên cùng nhau đền đáp, biết trân trọng sự phó xuất của người khác và sống với thái độ biết ơn, cùng nhau nỗ lực thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống ngày một sung túc, viên mãn. Quy luật thứ ba, tình cảm không thể thiếu chuẩn mực. Quý vị biết không, trong một mối quan hệ, điều đáng sợ nhất không phải là không được đối phương đáp lại mà là thiếu chuẩn mực. Tình cảm là từ hai phía, chỉ có một trong hai vun đắp thì cuối cùng sẽ mất cân bằng và không thể tồn tại. Trong quan hệ không thể thiếu chuẩn mực, chúng ta không nên nghĩ rằng đối phương luôn quan tâm mình nên không cần để ý đến đóng góp của họ. Khi chúng ta chỉ muốn hưởng thụ những điều tốt đẹp người khác dành cho mình, thì vào một ngày nào đó, bạn biết đấy, hy sinh cũng không nằm ngoài sự tuần hoàn của nhân quả. Sau khi trả hết món nợ cũ, người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi và rời đi. Giữ được mối quan hệ lâu bền, duy trì được tình cảm tốt đẹp là do chúng ta không ngừng xây dựng và bồi đắp. Nếu như quý vị có thể may mắn gặp gỡ được người có tình cảm sâu nặng với chúng ta là do nhân duyên tiền định, quý vị nên coi sóc và trân trọng nó, trân trọng người trước mắt,
biết tri ân mới là cội nguồn của hạnh phúc gia đình. Khi quý vị chọn quay đi, tức là tương lai quý vị sẽ xây dựng một mối quan hệ mới. Kỳ thực, khi chúng ta đã từng bỏ cuộc thì đã là kém chân thành và không đủ sự kiên nhẫn. Liệu rằng chúng ta có thể có được một mối quan hệ tốt hơn sao? Quy luật thứ tư, tự lực là niềm tin lớn nhất. Bà Curie từng nói, con đường nếu tự mình đi thì ngày càng rộng. Thật vậy đấy quý vị ạ, nếu không có gió mưa thì cây nhỏ không thể thành cây lớn. Con người không tự thân vận động để nếm trải qua những thử thách thì trong cuộc sống khó mà vững chãi. Tương tự như thế, nếu quý vị sống với tư duy ỷ lại, muốn dựa vào ai đó, thì ngay cả khi họ nguyện ý, thì khi mất đi chỗ dựa, quý vị chắc chắn sẽ gục ngã. Như phần tình cảm không thể thiếu chuẩn mực đã đề cập, quý vị không thể trông đợi vào ai đó, chỉ có tự bước đi trên đôi chân của mình, quý vị mới có được cảm giác an toàn và thực sự an toàn. Chỉ khi tự làm mái nhà của chính mình thì quý vị mới có thể yên tâm rằng mình không sợ mưa gió. Ngoài ra, quý vị cũng có thể chìa tay ra giúp đỡ người khác. Hiểu được giá trị của đồng tiền và giá trị của hy sinh, chúng ta mới có thể bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Con người sống trên đời là không ngừng tu thiện và tích đức. Chúng ta không thể vì tiền tài danh lợi mà hủy hoại lương tâm. Trên đường đời tự lực cánh sinh, tự mình sống thật tốt đẹp, trân trọng công lao của người khác, có lòng muốn báo ân, chắc chắn quý vị sẽ được sống một cuộc đời ý nghĩa và bình yên. Khi về già muốn an vui, nhất định phải giữ lại cho mình 6 quân bài này. Mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, một cuộc sống về già an vui, vô tư, bình yên và thoải mái có lẽ là điều mà bất cứ ai cũng đều muốn, đúng không quý vị? Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại với bộn bề lo toan như hiện nay thì có lẽ đây đều là những điều xa xỉ. Rất nhiều người có chia sẻ với Ngẫm Sự Đời rằng cuộc sống của họ vô cùng mệt mỏi, đầy những áp lực, không chỉ đến từ cuộc sống xung quanh mà còn đến từ chính ngôi nhà của mình nữa. Vậy thì làm thế nào để giảm bớt đi những áp lực đó? Làm thế nào để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc khi về già? Câu trả lời nằm ở 6 quân bài quan trọng sau đây. Ai giữ lại được đủ 6 quân bài ấy thì cuộc sống về già chắc chắn sẽ được như ý. Càng sống càng vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe nhé. Cũng phải có, đó chính là sức khỏe. Ngẫm Sự Đời của chị bạn tên Hoa, là mẹ đơn thân, từng trải qua cảm giác thập tử nhất sinh. Những năm qua, vì kiếm tiền cho con học trường quốc tế, vì muốn dành dụm nhiều tiền cho con, mà chị Hoa làm việc điên cuồng. Chị từng thức suốt 48 giờ đồng hồ, không chợp mắt để hoàn thành dự án. Chị cũng từng bận tới mức cả ngày không ăn uống, khiến dạ dày co thắt phải nhập viện. Lúc đó, chị luôn nghĩ rằng chỉ cần con cái được ăn ngon, mặc đẹp, được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, chị dù khổ, dù mệt đến mấy cũng chẳng sao. Cho tới một buổi tối nọ, chị đột nhiên toát mồ hôi lạnh, gáy đau buốt như kim đâm, cùng với những luồng nóng dịch chuyển trong não. Chị hoảng hốt, chết rồi, không xong rồi. Chị nhân lúc còn tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cấp cứu và báo cho bạn bè gần đó. Không muốn con hoảng sợ, chỉ còn dốc hết sức mình an ủi con. Mẹ không sao đâu, mẹ đi khám bác sĩ một lúc sẽ về. Khi đó, chị chợt phát hiện ra thứ đáng sợ hơn cả cái chết của mình, đó là con chị phải bơ vơ một mình. Dành dụm tích góp thật nhiều tiền cho con, để làm gì chứ? Chị mà mất đi, gia đình sẽ sụp đổ. Sau khi chị được đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não. May mà xuất huyết mao mạch, mạch máu chính không bị tổn thương, coi như trong cái rủi có cái may. Quý vị thấy đấy, bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng luôn mong muốn
làm được gì đó cho con cái. Thế nhưng khi chúng ta liều mạng vì cuộc sống, tương lai của con cái, chúng ta luôn bỏ qua một điều vô cùng quan trọng. Thứ mà con cái cần nhất thực ra là một người mẹ khỏe mạnh mà thôi. Có người nói, sức khỏe của người trung niên không chỉ thuộc về chính mình, mà thuộc về người thân, cha mẹ, con cái. Chúng ta nguyện liều mạng hy sinh chính mình vì người thân, cha mẹ, con cái. Thế nhưng, chúng ta có bao giờ nghĩ vì họ mà chúng ta mới nên phải chăm sóc tốt bản thân mình hay không? Quý vị ơi, khi không có tiền, chúng ta mong muốn trở nên giàu có để có thể mua hết tất cả những thứ khao khát trên đời. Nhưng chính vào lúc đó, chúng ta lại tự mình từ bỏ những giá trị quan trọng không thể mua nổi bằng tiền. Đó chính là tình thân, sự yêu thương và sức khỏe. Dù có là tỷ phú đi chăng nữa, thì khi nằm hấp hối trên giường bệnh, chúng ta cũng không thể dùng tiền của mình để mua chuộc thần chết hoãn ngày tử vong. Tiền bạc nhiều đến mấy, nhưng nếu không mua được sức khỏe, chúng ta cũng chẳng có phúc phần mà hưởng thụ sự giàu có. Phải đến lúc mắc bệnh, chúng ta mới nhận ra tiền bạc thật sự chẳng có nghĩa lý gì nhiều, quý vị ạ. Nó chỉ đơn thuần là kế sinh nhai, giúp chúng ta tồn tại qua ngày, chứ không thể ngừng những cơn đau, ngăn những mầm bệnh, giải thoát sự mệt mỏi từ sâu trong tâm trí. Khi miệng không thể ăn, hít thở cũng khó nhọc, không một đồng tiền nào có thể cứu rỗi chúng ta. Do đó, sự khỏe mạnh của cơ thể quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Đã bao giờ quý vị hình dung rằng, nếu một ngày nào đó mình chết đi, mình sẽ không có gì để tiếc đúng không? Tin rằng câu trả lời của nhiều người đó là phủ định. Không, có rất nhiều thứ phải tiếc nuối, vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon chưa được thưởng thức, vẫn chưa được du ngoạn khắp năm châu bốn biển. Con cái chưa khôn lớn, trưởng thành, chết như vậy có phải là uổng quá không? Thế nên quý vị ạ, nhân lúc mọi thứ còn kịp, hãy trân trọng sức khỏe của mình quý vị nhé. Bởi khi không có sức khỏe, mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Quân bài thứ hai, rất nhiều người đang xem nhẹ đó chính là người bạn đời. Đã bao giờ quý vị hình dung ra về già nếu như không còn bạn đời ở bên cạnh, quý vị sẽ cảm thấy như thế nào hay chưa? Có thể bây giờ thật khó để quý vị có thể cảm nhận được điều đó. Thế nhưng rất nhiều người ở trong hoàn cảnh đó đã chia sẻ với ngấm sự đời rằng đó là sự cô đơn, trống trải và nuối tiếc vô cùng, quý vị ạ. Khi ở tuổi xế chiều, người già nghĩ gì về người bạn đời của mình? Chắc hẳn đó sẽ là người bạn tri kỷ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Một người trò chuyện sớm hôm và luôn là một bờ vai vững chắc để dựa vào trong những lúc ốm đau. Bạn đời nơi thấy được một chút hạnh phúc riêng tư, giản dị mà ngọt ngào. Các cụ mình có câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Quả đúng như vậy quý vị ạ. Con cháu dù có quan tâm, chăm sóc tận tình đến đâu cũng không bằng người bạn đời. Cách suy nghĩ của những thế hệ khác nhau luôn ở mức độ khác nhau. Không thể thấu hiểu được những người già đang nghĩ gì, cần gì. Nhưng đối với những người bạn đời lại khác, họ đã từng yêu, từng sống dưới một mái nhà và từng vượt qua những khó khăn, thử thách. Sự mài giũa của thời gian đã làm cho tâm hồn và cách suy nghĩ như hòa chung vào một. Đôi khi chẳng cần nói xa mà họ cũng đã biết được người bạn đời cần những gì. Điều hạnh phúc hơn nữa khi ở tuổi xế chiều là cùng nhau chăm nom, dạy dỗ cho những đứa cháu bắt đầu hòa nhịp vào cuộc sống, cùng nhau tham gia vào các hoạt động tập thể, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp có đầy đủ người thân. Chỉ cần có vậy là những người già đã thấy cuộc sống tươi đẹp, đủ đầy. Thế nên, về già mà vẫn còn bạn đời bên cạnh, đồng hành cùng mình, thì đó chính là điều may mắn và hạnh phúc vô cùng đó, quý vị ơi. Quân bài thứ ba đó là có ngôi nhà của riêng mình. Quý vị đã từng nghe đến câu nhà của bố mẹ vĩnh viễn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc là nhà của bố mẹ chưa?
Câu nói này nghe thì đau lòng đấy, nhưng càng ngẫm lại lại càng thấy đúng, cảm thấy thấm thía quý vị ạ. Nhà không phải là phòng ở không cần trang trí xa hoa hay diện tích lớn. Nhà là một loại tổ ấm, một nơi hội tụ, là nơi một người trong đêm sau khi tan việc đều nóng lòng đi về. Nơi đó không có áp lực, không có công việc, không có xã giao, chỉ có sự dễ chịu, có bữa ăn ngon, có thể ngủ ngon, yên giấc. Trong nhà luôn có tiếng hoan hô cười nói, có người thân để yêu thương và chăm sóc. Tổ ấm gia đình có thể nhỏ, nhưng mỗi tấc tường đều có ký ức riêng. Từng viên gạch ngói, từng ngọn cỏ nằm trong tâm trí của chúng ta. Trong tổ ấm, chúng ta vẫn có thể tìm thấy bằng chứng về ký ức của chính mình. Đừng đợi đến khi về già mới nhớ tới mái ấm gia đình. Lúc có thể về nhà thì không muốn về, đợi đến già muốn quay về thì đã không còn nhà nữa. Không còn nơi rộn rã tiếng cười, bản thân chỉ biết quay mặt vào tường, bữa cơm nguội lạnh trên bàn và sàn nhà đầy tro bụi. Quân bài tiếp theo đó là có một khoản tiền của riêng mình. Tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định, gần khu công nghiệp Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có gần 30 hộ dân thuê trọ. Họ chủ yếu là lao động làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái và cảng Cát Lái. Ở đây lâu nhất là vợ chồng anh Vũ Văn Quang và chị Nguyễn Thị Huệ, 17 năm. Với mức thu nhập 18 triệu đồng một tháng của hai vợ chồng, anh Quang cho biết có thể mua căn hộ trả góp, nhưng anh chỉ chọn thuê trong căn phòng chỉ 20m2, kèm theo tiền điện nước mỗi tháng không dưới 3 triệu đồng. Nếu mua nhà trả góp, mỗi tháng tôi phải trả ngân hàng ít nhất 7 đến 10 triệu đồng. Số tiền này hơi quá so với thu nhập của chồng tôi. Tiền sinh hoạt, học hành của hai con tôi cũng phải gánh, dành dụm ít lâu về thăm quê, với lại chẳng dư giả gì, chưa kể ốm đau đột xuất. Công nhân 47 tuổi, có 19 năm làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái cho biết. Và điều mà người công nhân này lo sợ, đó chính là khi về già, vẫn chẳng dư ra được đồng nào cả. Ngẫm sự đời biết rằng ngoài kia có rất nhiều câu chuyện giống hoàn cảnh của anh Quang với chị Huệ, phải không ạ? Mà quả thực, quý vị ơi, đến khi về già, nếu không có khoản tiền tiết kiệm trong tay thì sẽ khó khăn lắm đấy. Biết rằng tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì sẽ không thể có tất cả. Trong thời đại hiện nay, đồng tiền có thể chi phối mọi thứ. Ta có thể dùng đồng tiền để có được sức khỏe, thời gian, hạnh phúc, tri thức, địa vị và danh vọng, kiến thức. Và thực tế đã cho thấy được sức mạnh của đồng tiền. Quý vị chắc cũng phải thừa nhận, tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tương tự như vậy, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình. Quý vị cần phải biết rằng tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta về già. Không có tiền thì rất khó di chuyển. Đi khám bệnh thì tốn tiền, đi lại cũng phải tốn tiền. Có nhiều quý vị còn nói nuôi con là để đề phòng tuổi già, nhưng thật ra có tiền mới là thứ có ích nhất. Tiền hưu là bảo bối cho người già. Thật ra điều gì cũng làm phiền con cái, có khi lại càng khiến mình đau. Vậy để tránh tình trạng khi về già, quý vị phải đối mặt với thực trạng bị con cái ngược đãi, đối xử tệ bạc. Ngay từ khi còn trẻ, mỗi người phải có kế hoạch tài chính cũng như các dự phòng căn bản để chủ động về tài chính khi đến tuổi xế chiều, chủ động trong các tình huống rủi ro khi không còn sức để lao động, quý vị nhé. Quân bài thứ 5 đó là có những người bạn chí cốt. Có nhiều người ngẫm sự đời biết là đi đến đâu cũng đều tự tin khoe rằng mình có rất nhiều bạn. Nhưng lúc khó khăn, thực sự có bao nhiêu trong số ấy còn ở lại bên cạnh giúp đỡ mình thì không ai dám chắc cả, quý vị ạ. Vậy mới nói bạn bè không quan trọng là số lượng bao nhiêu, mà quan trọng là chất lượng như thế nào. Khi tuổi tác càng cao, nhiệt huyết tuổi trẻ dần phơi bớt, tình bạn cũng không còn nồng nhiệt như thời đi học nữa. Bởi vì mỗi người
đều có cuộc sống cá nhân riêng. Bạn bè có thể giao tiếp trên mạng, nhưng tình bạn lại dễ phai nhạt vì vật chất bề ngoài. Quý vị ơi, có đôi khi một người bạn chân chính dù đã lâu không liên lạc, dù bận rộn đến đâu vẫn sẽ nhớ và lo lắng cho người kia. Khi chia bánh kem, có thể họ không xuất hiện, nhưng khi quý vị thất vọng, họ nhất định sẽ luôn đến kịp thời và lựa chọn cùng quý vị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều hiếm hoi nhất trên đời chính là có thể tìm được một người bạn đi cùng mình cả đời. Hai ba người bạn tri kỷ tâm giao. Tình cảm chân thành là thứ chịu được thử thách của thời gian và sẽ ngày càng trở nên êm dịu hơn theo năm tháng. Mà đến khi về già thì quý vị mới thấy lúc ấy có một người tri kỷ. Bạn biết tôi biết bạn. Chúng ta ở bên cạnh nhiều năm. Bạn có tính cách gì, tính khí như thế nào, chúng ta đều rõ. Chúng ta có thể lựa chọn đi dạo, dắt chó, chơi chim, khiêu vũ, chơi cờ với những người bạn chí cốt thì thật tốt và dễ chịu biết nhường nào, đúng không quý vị? Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.